cao xoa bóp thảo dược 8S. Hotline 1900 888 663. Hello, xin chào quý vị khán giả. Ngày hôm nay thì ngày 26 tháng 11 năm 2022. Thì ngày hôm nay Sang vinh dự được tham dự một cái ngày hội do một cái cơ quan họ bảo trợ chống hàng giả và hàng được tín nhiệm. Và một điều mà nữa là Sang rất là vinh dự đón nhận được cái một trong 10 cái top nhãn hiệu được tín nhiệm cũng như là được tiêu dùng, được những người tiêu dùng ưa chuộng. Thì ngày hôm nay Sang sẽ đến đây tham dự để mà nhận được cái sự mà công nhận về cái thương hiệu cao su bóp thảo dược 8S của Sang. Đây là một trong những cái chai cao chủ lực của công ty Tắm Sang BDS. Và sắp sửa tới giờ mà để mà vô để mà tham dự cái buổi lễ, mời cả nhà hãy cùng đồng hành với Sang nha cả nhà. Thì 8:30 là bắt đầu chương trình sẽ bắt đầu. Thì đây là cái logo của Sang đang có nằm ở trên cái bảng đó. Thì hàng chính hãng, thương hiệu độc quyền. Đây là một trong những cái thương hiệu mà Tắm Sang BDS, cao su bóp thảo dược Tắm Sang BDS độc quyền, rất là vinh dự. Vừa đủ tròn gần một tháng luôn. Thì khi mà công bố sản phẩm của Sang là ngày 28 tháng 10, rồi tới hôm nay là 26 tháng 11, cũng gần tròn tháng rồi. Mời cả nhà cùng Sang nha. Cho lễ công bố hàng chính hãng, thương hiệu độc quyền và thương hiệu tín nhiệm, sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, doanh nhân xuất sắc thời hội nhập lần thứ 9 năm 2022. Chương trình đang được diễn ra tại nhà hát Quân đội và được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1, đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Lời đầu tiên, thay mặt ban tổ chức, anh Quân xin gửi tới quý vị đại biểu, quý doanh nghiệp, doanh nhân cùng quý vị khán giả lời kính chúc sức khỏe cùng lời chào mừng trân trọng và nồng nhiệt nhất. Thưa quý vị đại biểu, lễ công bố ngày hôm nay có ý nghĩa rất thiết thực trong giai đoạn hiện nay. Không những kịp thời biểu dương, tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân có thành tích vượt trội trong hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua, mà còn giới thiệu những dịch vụ chất lượng cao, hàng hóa chính hãng, thương hiệu tín nhiệm được người tiêu dùng tin tưởng, mến mộ. Song song với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền và phòng chống, ngăn chặn tệ nạn sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đang lưu thông khá nhiều trên thị trường. Đây cũng là môi trường tốt cho các doanh nghiệp, doanh nhân trong việc giao lưu, gặp gỡ, trao đổi, xúc tiến thương mại, đồng thời nắm bắt nhu cầu và thị hiếu của người tiêu dùng để ngày càng hoàn thiện và phát triển sản xuất kinh doanh của đơn vị mình hơn nữa. Với ý nghĩa đó, thay mặt ban tổ chức chương trình, tôi xin long trọng tuyên bố khai mạc buổi lễ ngày hôm nay. Chúc chương trình của chúng ta thành công tốt đẹp. Kính chúc quý vị đại biểu, các quan khách, các quý doanh nghiệp, doanh nhân sức khỏe, thành đạt và gia đình hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn.
thương hiệu tín nhiệm, sản phẩm dịch vụ chất lượng cao, doanh nhân xuất sắc thời hội nhập hôm nay, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và biểu dương những thương hiệu tín nhiệm, sản phẩm dịch vụ chất lượng cao luôn được người tiêu dùng tin tưởng và mến mộ. Và ngay sau đây, thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Tiến sĩ Bùi Văn Quyền, Phó Chủ tịch Hội Sáng chế Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Công tác phía Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ. Và xin trân trọng kính mời ông Triệu Văn Thìn, Chủ tịch Hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội, lên sân khấu chuẩn bị trao chứng nhận và biểu trưng cho các đơn vị đạt tiêu chí của chương trình. Trân trọng kính mời hai vị. Và chúng tôi xin được thay mặt ban tổ chức công bố và vinh danh các doanh nghiệp có tên sau đây. Xin mời đại diện các doanh nghiệp chúng ta lên sân khấu để nhận giấy chứng nhận và biểu trưng của ban tổ chức chương trình. Và sau đây xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn 8 Sang BDS, công ty chuyên cung cấp đa dạng các sản phẩm thiết bị y tế như khẩu trang, SPO2, xịt kháng khuẩn, nước rửa tay và các loại sản phẩm khác như mũ bảo hiểm. 8 Sang BDS đã và đang phát triển từng ngày để phát huy tối đa năng lực cung cấp nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm đa dạng và có giá trị hơn. Dưới sự lãnh đạo tài tình của đội ngũ nhân viên tận tâm, các sản phẩm của công ty luôn được khách hàng tín nhiệm. Quý vị, chúng ta cùng dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chúc mừng cho các đơn vị, các doanh nghiệp đã được vinh danh hàng chính hãng, thương hiệu độc quyền, thương hiệu tín nhiệm, sản phẩm dịch vụ chất lượng cao lần thứ 9 năm 2022. Và sau đây chúng tôi xin được thay mặt ban tổ chức công bố và vinh danh cũng như mời đại diện của các doanh nghiệp của đợt 2 chúng ta sẽ lên sân khấu để nhận giấy chứng nhận và biểu trưng của chương trình. Và tiếp theo chúng tôi xin được mời đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn 8 Sang BDS, công ty thành lập và điều hành bởi ông Trần Huy Đăng, trưởng hội Thiện Nguyện BDS. Doanh nhân Trần Huy Đăng thường được mọi người biết đến và gọi với cái tên thân yêu là Tám Sang. Thấu hiểu sự vất vả, nỗi khó nhọc của những hoàn cảnh kém may mắn, ông đã không ngừng cố gắng để giúp đỡ nhiều mọi người khó khăn, hoạn nạn. Và sản phẩm chủ lực của công ty cao so bóp, xương khớp, thảo dược và các sản phẩm thảo mộc khác. Hello, trời ơi, bây giờ quá trời quá đất luôn à cả nhà ơi. Ôm cái quay cả đụng bên này, nãy giờ cả nhà cũng thấy rồi đó. Thì thật ra với cao so bóp thảo dược 8m, hôm nay là ngày 26 tháng 11 năm 2022, thì sản phẩm của Sang đun ra thị trường đầu clip Sang cũng đã nói rồi, tính tới thời điểm này được 28 ngày và đón nhận được cái sự mà đồng hành của tất cả quý vị khán giả cũng như là quý vị khách hàng đã tin tưởng sử dụng cái cao so bóp thảo dược 8m của Sang để mà đem đến một cái món quà sức khỏe tinh thần gửi đến cho tất cả quý vị khách hàng thân thương của Sang, mà đem lại cái món quà sức khỏe tinh thần đến cho mọi gia đình. Thì thật sự Sang rất là hạnh phúc với sự tin tưởng của tất cả quý vị khách hàng, và Sang cũng rất là mong mình sẽ nỗ lực hơn nữa để mà đem rất là nhiều cái sản phẩm, cũng như là sắp tới đây Sang có hai cái sản phẩm chuẩn bị để mà ra mắt đến cho tất cả quý vị khách hàng. Mong rằng cái những sản phẩm của Sang đem đến được cái sức khỏe và chất lượng cuộc sống cho mọi gia đình Việt của chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị khán giả cũng như là tất cả quý vị khách hàng. Kính chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Cao xoa bóp thảo dược 8S. Hotline 1900 888 663.